Hello anh em nha, thì tuần này là Bảo sẽ làm video về hỏi các anh em ở chỗ làm chung để hỏi anh em coi đánh giá về những bộ đồ mà Bảo đang bận như thế nào. Rồi anh em cùng đi với Bảo nha. Hiếu, hôm nay em thấy bộ đồ mặc như thế nào Hiếu? Bộ này là cái áo này là của hãng gì đây? Cái này là chơi á. Em sờ vào áo anh thử đi. Em thấy chiếc vải áo như thế nào? Khoáng đấy nhỉ? Con này vải gì anh? Con này vải thun lạnh. Thun lạnh nhỉ? Khoáng đấy. Con này nhìn ok đấy. Dáng gì đây? Con này dáng gì đấy? Con này là dáng sung nha, dáng là bình thường. Dáng bình thường, sung. Dạ, anh em nó ấm thì thấy là rất là đẹp luôn. Nhìn nó nghe vẻ nó chê được cái khuyết điểm gầy ốm ấy nhỉ? Em đánh giá màu áo này sao nhỉ? Con màu áo này thì nó là màu xanh la vi đúng không? Màu xanh la vi này mặc nó nhìn sáng da đấy, ok. Mà nhìn nó sang ấy, nhìn mấy cả mấy có cái khuyết trắng này nhìn sang rồi đấy. Cảm ơn em nha. Thì đó là cảm nhận của em Bảo. Còn cảm nhận của anh em với chiếc áo này như thế nào thì hãy cho Bảo biết nhé. Bảo Hoàng Ngâu, đồ siêu ngầu.